Vâng, Điện tử Tám Hoa xin chào mừng các bác và anh em quay trở lại video clip buổi tối ngày hôm nay 19 tháng 1 năm 2022. Và trước màn hình nhỏ các bác và anh em đây, em đang lên một cấu hình test gửi cho chị Hồng này. Chị có địa chỉ tại Giáp Bát, Hà Nội. Đấy, với một cấu hình tổng mức giá là trên 20 triệu đồng. Đấy, tổng tiền thu là còn 20 triệu. Chị đã gửi vào tài khoản bên em là trên 3 triệu đồng rồi. Đấy, tổng mức giá trên 20 triệu đồng các bác nhé. Với một cặp loa Outcenter PF12+. Loa được thiết kế một bát 30 từ 19 côn 76 một tép kèn. Cặp loa chị Hồng chọn cho gia đình với một cặp loa Outcenter thương hiệu của Tây Ban Nha. Đấy. Đẹp. Zin các bác anh em nhé. Một cặp loa Outcenter PF12+. Đẹp xuất sắc. Zin nguyên bản từ A đến Z. Và đây ghép cho chị Hồng một chiếc đẩy công suất 2 kênh. Một dòng đẩy mới Dutinautic mã A900. Một chiếc vang Essentic. Dòng vang Essentic này thì các bác anh em hát phần echo này nó rất là mượt nhé. Một cặp mic không dây K68 Pro. Và với cấu hình này thì bên em sẽ test buổi tối ngày hôm nay, sáng sớm mai em bên em gửi nhà xe, chị Hồng sẽ đón bộ hát này tại bến xe Giáp Bát nhé các bác anh em nhé. Ok, mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Và với mức giá trên 20 triệu đồng một chút, chị Hồng đã chọn là lựa chọn cho gia đình một cấu hình phải nói rất là chất, trên 20 triệu đồng với một cặp loa Outcenter PF12+. Bây giờ em đã test thử cấu hình này.
Vâng.